Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá bóng tượng kho tiêu. Một món ăn cơm rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Cá bóng tượng nha quý vị, thịt nó béo béo nè, ăn rất là ngon. Đa số là cá sông không à nghe quý vị, cho nên ngon lắm. Còn tiêu thì có vị cay nồng. Món cá bóng tượng kho tiêu quý vị rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm ở gia đình, và món này cũng rất là nổi tiếng lắm luôn. Rồi hôm nay mình sử dụng 5 cá bóng tượng nha quý vị. Cá bóng tượng hôm nay á mình mua thì con cũng vừa vừa, không có to lắm. 5 cá bóng này nè quý vị, nó có nửa ký hồ gam. Rồi mình sẽ sơ chế cái phần cá bóng tượng luôn nha quý vị. Rồi nguyên liệu không thể thiếu đó là tiêu đen nè, rồi tiêu xanh, tỏi, chanh, ớt, hành lá cùng một số gia vị thông thường nữa. Rồi trước tiên thì mình sẽ cho các con cá bóng tượng nha quý vị vào trong cái thau. Mình cho một muỗng canh muối bọt vào. Rồi phần chanh nè quý vị, thì mình sẽ dắt cái phần nước cốt chanh lên mình cá và muối. Rồi sau đó thì mình sẽ đảo đều lên cho các con cá quý vị nó thấm đều qua nước cốt chanh nè, muối nè. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái phần vỏ chanh á, mình chà lên mình cá luôn. Mình chà cái phần lưng nè, cái phần đuôi nè, rồi cái phần đầu của con cá nữa, sao cho con cá quý vị nó sạch hết nhớt luôn. Và mình gờ vào quý vị, mình cá nó rất là gích, là lúc đó con cá nó đã hết cái phần nhớt và nó đã rất là sạch, thì nó không còn cái mùi tanh của cá nữa nghe quý vị. Các món mà cá kho, cái khẩu mà sơ chế cá nó rất là quan trọng luôn nha quý vị. Đó, mình vừa xả nước nè, mình vừa rửa các con cá luôn cho nó thật là sạch. Và sau một hồi, 5 cá bóng tượng nè mình đã rửa sạch rồi. Rồi mình để ra cái gỗ cho nó thật là gáo nha quý vị. Chút xíu thì mình sẽ ốp các gia vị vào. Rồi bây giờ mình sơ chế các nguyên liệu khác. Phần tiêu á mình cho vào trong cái cối. Rồi sau đó thì mình sẽ tán nhuyễn ra. Tiêu đen thì nhà mình đã rang sẵn rồi nha quý vị. Bây giờ mình tán nhuyễn ra thì các hạt tiêu á nó sẽ rất là nhuyễn và rất là thơm khi mà mình đã rang trước nha quý vị. Đó, hôm nay tiêu mình sử dụng cũng rất là nhiều. Rồi phần hành lá thì mình sẽ đập cho nó dập dập cái phần gần gốc, rồi mình sắc nhỏ nhỏ ra cái phần gần gốc này nè quý vị. Để nữa mình sẽ ốp vào trong các con cá. Còn cái phần gần lá mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra. Cái phần gần lá thì chủ yếu là khi nào mà cá bóng tượng kho tiêu của mình chín thì mình sẽ cho vào, nó thơm lắm luôn. Đó, phần gần gốc mình để riêng nha. Còn cái phần gần lá thì mình cũng để riêng luôn. Rồi hai nhánh tiêu xanh đó quý vị, mình đè cho nó dập dập là được rồi. Tại vì mình đè cho nó dập dập á, hồi mình kho thì nó sẽ có cái mùi thơm của tiêu quý vị, rất là ngon và rất là cay nồng nữa. Rồi các trái ớt thì mình sắc nhỏ nhỏ ra. Hôm nay mình kho cũng cay cay nha quý vị, cay lắm cay. Rồi lượng ớt và cái lượng tiêu á thì cũng tùy theo gia đình mình, ăn cay được nhiều hay ít mà mình sử dụng sao cho vừa phải nha quý vị, hợp với khẩu vị ở nhà mình. Rồi tỏi thì mình cũng băm nhuyễn nhuyễn ra. Rồi mình để vào chén nhỏ là sẵn luôn. Rồi các con cá bóng tượng á quý vị thì mình sẽ cho ra dĩa. Rồi mình cho vào khoảng 1/3 muỗng canh muối, chút xíu bột ngọt nha quý vị, 1/3 muỗng canh hạt niêm, 1 muỗng canh đường cát. Tiêu xay thì mình cho cũng khoảng 1/4 muỗng canh tiêu xay quý vị. Nước mắm thì mình cho 2 muỗng canh nước mắm vào. Hôm nay mình kho cũng hơi đậm đà tí xíu nha quý vị. Các món kho thì mình kho mặn mặn nó sẽ rất là ngon. Và cái độ mặn thì cũng vừa phải quý vị, cũng không có mặn lắm. Rồi nước màu mình cho 2 muỗng canh nước màu vào. Rồi cái phần hành lá gần gốc nè mình cho hết vào luôn. Ớt thì mình cũng cho một ít vào. Ớt thì nó cũng có tác dụng là làm bán đi mùi tanh của cá nghe quý vị. Rồi
Bây giờ mình đảo đều lên để cho các con cá nó thấm đều các gia vị. Rồi sau đó mình để tầm cũng khoảng từ 20 đến 30 phút trước khi mình kho nha quý vị, để cho các con cá nó thấm sâu các gia vị. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi mà dầu đã nóng lên đó quý vị, thì mình sẽ cho hết phần tỏi nãy mình băm nhuyễn vào để mình phi. Rồi mình đảo đều lên. Sau một hồi phi thì tỏi nó đã vàng óng ánh này, nó dậy cái mùi rất là thơm lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết các con cá bóng vào, bắt đầu mình kho. Lúc này thì lửa mình để riu riu thôi, để cho các con cá bóng của mình đó quý vị nó sẽ ngấm các gia vị từ từ. Mình kho một hồi thì cá bóng nó sẽ lên cái màu rất là đẹp lắm luôn đó quý vị. Rồi mình sẽ cho cái phần nước lọc vào. Đó, sau một hồi nè, một mặt á, nó đã thấm rất là sâu các gia vị rồi, nó lên cái màu cũng thật là đẹp rồi. Mình sẽ trở về các con cá bóng lại, rồi mình kho thêm tầm cũng khoảng 3 phút nữa để cho mặt còn lại á, nó thật là đẹp luôn, thấm cũng thật là sâu các gia vị luôn. Rồi mình mới cho nước lọc vào nha quý vị. Bây giờ á quý vị nè, mình sẽ dở một con lên. Đó, bây giờ thấy màu của con cá nè, rất là đẹp luôn rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho nước lọc vào. Thì mình cho tầm cũng khoảng một chén nước lọc nha quý vị. Mình tận dụng cái dĩa ốp cá hồi nãy luôn để mình cho nước lọc vào. Rồi khi mà mình cho nước lọc vào á, mình để lửa rất là cao nha quý vị. Khi kho thì nó sẽ lên bọt rất là nhiều nè. Mình lấy muỗng, mình vớt ra hết luôn. Bọt mình đã vớt ra hết rồi, thì mình để lửa riu lại nha quý vị. Rồi tiếp tục mình trở về các con cá. Trong lúc kho quý vị thì lâu lâu mình cũng trở tới lui nha quý vị, để cho các con cá của mình nó chín đều hơn. Và khi cá bóng tượng của mình kho nãy giờ cũng vừa chín tới rồi, thì mình sẽ cho các dớ ớt vào. Rồi tiêu xanh thì mình sẽ cho vào luôn. Rồi mình kho thêm tầm cũng khoảng 2 phút nữa là được rồi nha quý vị. Rồi khi món cá bóng tượng kho của mình đã chín thì mình sẽ cho thêm tí nước mắm vào. Nước mắm mình cho thêm cuối cùng nha quý vị, để cho nó dậy cái mùi thơm của cá kho nha quý vị. Rồi tép mỡ thì nhà mình có sẵn luôn, cho nên mình sẽ cho vào một muỗng canh tép mỡ cho nó thơm ngon hơn, nó béo béo nữa. Và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Rồi mình sẽ cho ra dĩa nha quý vị. Nguyên một chảo cá bóng kho tiêu, mình cho ra cũng gần đầy một dĩa luôn. Rồi mình sẽ cho hành lá vào, rồi các lát ớt còn lại nè mình cho vào luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho phần tiêu xay vào, mình cho khoảng 2 muỗng cà phê tiêu xay vào. Tại nhà mình ăn cay dữ lắm cho nên mình cho lượng tiêu cũng rất là nhiều nha quý vị. Rồi mình quay cận nè, nguyên dĩa cá bóng kho tiêu, một món ăn rất là ngon, rất là bổ dưỡng và cũng rất là nổi tiếng lắm luôn. Món này ăn với cơm thì khỏi phải nói, tốn cơm dữ lắm, tốn cơm. Rồi thêm một dĩa rau luộc nữa, hay là ăn kèm thêm rau sống nữa, rất là ngon tuyệt vời, ăn hoài không thấy no luôn á quý vị. Rồi Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.